tình trạng xuất nhập cảnh trái phép gia tăng và những hiểm họa. Ký túc xá lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh ngay trở lại sau dịch. Du khách đổ xô về miền núi phía Bắc săn băng giá, cần cẩn trọng đề phòng tai nạn. Thùy Dung và Hoàng Ngân xin kính chào quý vị khán giả đang đến với Truyện Trưa 12 giờ ngày hôm nay. Một ngày mới với một con số thật là đẹp, đó là ngày 22 tháng 2 năm 2022. Vì vậy, không có lý do gì mà chúng ta sẽ không có một ngày làm việc thật hứng khởi trong ngày trùng hợp đặc biệt như vậy, đúng không ạ? Thưa quý vị, dịch bệnh có chiều hướng gia tăng, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta vẫn đang rất chủ động để ứng phó một cách linh hoạt, nhất là hai điểm có nhiều ca mắc mới là tu viện ở Gò Vấp và một chung cư tại quận 1 cơ bản đã được kiểm soát. Bên cạnh đó, học sinh tại thành phố chúng ta vẫn vừa học trực tiếp vừa học trực tuyến. Ngay bây giờ, xin mời quý vị bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Tối ngày hôm qua, trong lúc đang dừng xe chờ đèn đỏ, nhiều xe máy bất ngờ bị một chiếc ô tô tông từ phía sau. Tai nạn xảy ra tại giao lộ Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, công an quận 11 mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối qua, nam tài xế điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 51H94155 chạy trên đường Lý Thường Kiệt hướng từ quận Tân Bình về đường 3 tháng 2. Đến giao lộ đường Lý Thường Kiệt Tô Hiến Thành, quận 11 thì tài xế bị lạc tay lái khiến phương tiện lao vào dòng người đang dừng chờ đèn đỏ, tông trúng 4 xe máy. Ghi nhận tại hiện trường, 2 xe máy bị ô tô hút văng ra ngoài, 2 xe máy khác sau khi bị đâm đã mắc kẹt dưới gầm ô tô. Vụ tai nạn khiến cho một thanh niên bị thương được đưa đi cấp cứu, 2 người khác bị xây xát. Công an quận 11 đã có mặt tại hiện trường phong tỏa khám nghiệm, trích xuất camera để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông còn thực hiện đo nồng độ cồn đối với tài xế để làm rõ việc người này có sử dụng rượu bia, chất kích thích khi lái xe hay không. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Theo kế hoạch, ngày 21 tháng 2 hôm qua, học sinh các cấp quay trở lại trường học. Tuy nhiên, trước diễn biến mới của dịch bệnh với số ca mắc mới tăng mạnh, nhiều tỉnh thành đã phải dừng việc học trực tiếp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các trường học vẫn duy trì học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, tiếp tục linh hoạt và chủ động ứng phó trước diễn biến mới của dịch bệnh. Được biết, các tỉnh như Đắk Nông, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên là những nơi đã cho học sinh một số cấp học dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Các trường chủ động linh hoạt trong việc chuyển trạng thái học trực tuyến căn cứ theo tình hình dịch bệnh, thời tiết. Tuy nhiên, cũng có không ít tỉnh thành vẫn tiếp tục kế hoạch đón học sinh trở lại. Vào ngày hôm qua, như là An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bình Phước, Đà Nẵng, nhiều tỉnh thành dù có số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong những ngày vừa qua, vẫn duy trì kế hoạch dạy trực tiếp hoặc là dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 17 tháng 2, các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 95 trường hợp là F0, ngày 18 tháng 2 có 112 trường hợp F0, số ca F0 dự báo sẽ tăng lên trong tuần đi học trở lại. Tuy nhiên, các trường học tại thành phố sẽ vẫn tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho các học sinh. Theo đó, nếu trong lớp học có một học sinh là F0 thì không phải toàn bộ học sinh học chung một lớp là F1, mà chỉ những học sinh tiếp xúc gần F0 thì mới được xác định là F1. Với các F1 đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 sẽ được nghỉ ở nhà và theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 5 ngày. Ngày thứ 5, học sinh sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2 lại. Nếu kết quả âm tính sẽ được đi học lại. Trường hợp học sinh F1 chưa tiêm đủ liều hoặc là chưa tiêm vaccine sẽ phải cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm lại vào ngày thứ 7 trước khi trở lại lớp. Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh những ngày này đã chào đón các sinh viên trở lại để bắt đầu những ngày học trực tiếp tại trường. Trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã và đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho sinh viên một cách chủ động nhất. Phương Linh là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Để tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho việc đi học nên cô đã đăng ký vào ở ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm thấy là học online thì được cái là có tiện lợi là em được ở gần gia đình, cho nên là chi phí ăn ở này kia không bị tốn kém. Nhưng mà cái bất cập là em khó lòng mà tập trung vào bài giảng, tại vì không có giáo viên đứng lớp để mà hướng dẫn chi tiết và để mà em hỏi trực tiếp để hiểu bài rõ hơn. Các sinh viên cùng phụ huynh khi tới làm thủ tục nhận phòng đều được đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế ngay tại cổng. Ký túc xá cũng bố trí lực lượng tình nguyện viên để hướng dẫn và hỗ trợ các sinh viên cùng phụ huynh. Sinh viên mỗi khu vực vào ký túc xá theo từng cổng khác nhau. Bên cạnh đó, trung tâm cũng lên sẵn các phương án xử lý khi phát hiện sinh viên nhiễm COVID-19. Đặc biệt, trung tâm quản lý ký túc xá phối hợp với trung tâm y tế thành phố Thủ Đức tiêm vaccine COVID-19 tăng cường cho các sinh viên đủ điều kiện ngay tại ký túc xá.
Tất cả các cái phương án thì mình đã chuẩn bị, mình đã thực hiện, tuy nhiên về các cái vấn đề về cái tính tự giác, cái chủ động từ sinh viên là cái mà mình mong muốn. Tại dịch bệnh bây giờ thường là bây giờ hầu như là nhiều khi nó không có triệu chứng nữa, cho nên cũng không biết ai là F0. Vì vậy các cái yêu cầu thực hiện 5K, các cái điều kiện về phòng dịch là các bạn phải tự giác và chủ động thực hiện một cách nghiêm túc. Trước đó, ở thời điểm dịch bệnh COVID-19 căng thẳng nhất, ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh từng được trưng dụng làm khu cách ly. Đến nay, khi đã hoàn thành nhiệm vụ, hàng chục ngàn sinh viên đã có thể quay trở lại môi trường nội trú để tiếp tục học tập. Cotri Pro dùng cho người bị trĩ nội, trĩ ngoại với các biểu hiện chảy máu, sao quý trĩ, đau rát hậu môn. Cotri Pro với thành phần Sleeperium nhập khẩu từ Hoa Kỳ, hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, giảm các triệu chứng của trĩ. Sản phẩm hiện có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Trong đợt không khí lạnh tăng cường đang diễn ra tại miền Bắc, nhiều địa điểm tại các tỉnh Tây Bắc đã xuất hiện băng giá. Hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy này đã thu hút không ít du khách đến từ nhiều tỉnh thành như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hà Nội đến để ngắm băng giá và săn tuyết. Thời tiết thì đang rất lạnh, xuống âm 2 độ C, âm 1 độ C. Cây cối đang đóng băng và có thể có tuyết trong một vài ngày tới. Hy vọng là nếu mà mọi người muốn trải nghiệm thời tiết y tí và Lào Cai thời điểm hiện tại thì nhớ mang thêm áo mưa, giày và tất để giữ ấm cho cơ thể. Đi cùng nhóm bạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Lào Cai với mục đích khám phá văn hóa của người dân Hà Nhì, chiêm ngưỡng cảnh núi rừng Tây Bắc, anh Võ Phước Đức rất vui khi được trải nghiệm cái lành ở nơi đây. Nên mọi người cũng đừng có lo lắng quá, thì cứ mạnh dạn xách ba lô lên mà đi. Thì có một cái lời khuyên mọi người nên trải nghiệm, tại vì nơi những cái lúc khắc nghiệt cái băng giá như vậy thì mới biết là đồng bào mình nó cực khổ như thế nào để chắn giữ cái biên cương của mình, để bám đất của cha ông mình. Và trong cuộc sống có những cái thứ khắc nghiệt như vậy thì nó tạo nên cái phong cảnh rất là hùng vĩ và nên thơ. Cái điểm trekking nổi tiếng mà du khách thường tìm đến tại Y Tý là cây hạnh phúc cuối bản Choãn Thèn, nhà trình tường cổ của người Hà Nhì, thung lũng ruộng bậc thang. Thời tiết đêm 20 tháng 2 tại Lào Cai nhiệt độ giảm xuống còn từ 8 đến 10 độ C, vùng cao ước khoảng 3 đến 5 độ C. Riêng vùng cao Sapa Y Tý giảm còn từ 0 đến âm 2 độ C, khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá tại một số khu vực vùng núi trong tỉnh, nơi có độ cao từ 2.000 mét trở lên. Trước việc người dân nô nức đi săn băng tuyết ở một số địa phương miền núi phía Bắc, Cục Cảnh sát Giao thông đã ra khuyến cáo khẩn để đảm bảo an toàn giao thông. Cụ thể, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân, du khách nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng trơn trượt. Trong trường hợp phải lưu thông khi có băng tuyết, tài xế cần thận trọng, chú ý quan sát, lái xe tốc độ chậm, đặc biệt là khi lên và xuống dốc. Tài xế cũng nên sử dụng đèn pha, đèn sương mù, đèn gầm khi di chuyển trên đường, lưu tâm tại các đường cong cua, đèo dốc. Ngoài ra thì khi các tuyến đường xảy ra đóng băng, lực lượng chức năng sẽ có những biện pháp như là phân luồng hoặc là đóng đường hoàn toàn. Người dân và du khách cần tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông. Sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, tình trạng người dân vượt biên trái phép qua Lào từ vùng giáp biên giới tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu gia tăng. Gần hàng chục vụ vượt biên giới đã bị lực lượng biên phòng phát hiện, ngăn chặn, nhưng tình hình vẫn chưa có dấu hiệu dịu xuống. Hai cô gái này là Lò Thị Trung và Lò Thị Điệp, trú tỉnh Điện Biên, vừa bị lực lượng biên phòng Quảng Trị phát hiện và tạm giữ khi sắp vượt biên trái phép qua Lào tại khu vực biên giới thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Cả hai được bạn giới thiệu và tổ chức đưa đi qua Lào để học nghề theo kế hoạch mà bạn bố trí. Mà là có người kiểu đưa bọn cháu đi. Cái đấy là cháu không biết, đấy là bạn cháu thôi. Cháu chưa biết được tại vì cháu sang đấy là kiểu bạn cháu ấy tiền cho thứ để bọn cháu qua học tóc thôi ạ. Chỉ trong một tuần, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 3 vụ xuất cảnh và đưa người xuất cảnh trái phép qua Lào. 10 người đã bị chặn lại ngay bên sông Sepol khi sắp vượt qua địa phận Lào. Hiện nay là người dân là vừa sang năm mới là hay là tổ chức sang Lào để làm việc. Thì người dân là thường tìm cách lẩn trốn ra các đường lẹt. Thì chúng tôi đã tổ chức các tổ tuần tra mật phục thường xuyên, cũng như là thường xuyên là mật phục hàng đêm để nhằm đấu tranh ngăn chặn kịp thời và xử lý những trường hợp vi phạm. Thời điểm hiện tại, chính phủ hai nước Việt Nam và Lào vẫn chưa có chủ trương cho công dân xuất nhập cảnh để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19, nên việc người dân ồ ạt vượt biên trái phép có thể gây mất an ninh trật tự biên giới cũng như mang nhiều nguy cơ về dịch bệnh.
việc xuất nhập cảnh trái phép đang là vấn nạn xảy ra tại các khu vực có đường biên giới với các nước bạn. Bên cạnh nguy cơ an ninh trật tự và lây lan dịch bệnh trước diễn biến phức tạp như hiện nay, việc xuất nhập cảnh trái phép còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm khác. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục tìm hiểu trong tiêu điểm hôm nay. Những rủi ro xảy ra đối với những người xuất nhập cảnh trái phép không phải là hiếm, đã có nhiều bài học và cũng đã có nhiều cảnh báo. Tuy nhiên, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn liên tục tái diễn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh hiện nay. Ông Dương Hồng Sơn ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, thường xuyên qua Campuchia và trở lại Việt Nam. Thế nhưng, ông không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Tính là hoàn thành cách ly rồi quay lại để đóng mộc thì chừng đó là phát hiện hộ chiếu không còn nữa đó, là biết rồi. Biết là mình bị thu thời gian là nhập cảnh bất hợp pháp rồi. Những trường hợp vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh như ông Sơn trên địa bàn Quảng Ngãi không phải là ít. Trong năm 2021 và đầu năm 2022, qua công tác phối hợp trao đổi thông tin với công an các tỉnh biên giới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện có 55 lượt công dân xuất nhập cảnh trái phép, chủ yếu với mục đích lao động, làm thuê. Trong đó, phần lớn là xuất cảnh sang Trung Quốc và Campuchia. Trong thời gian vừa qua, do cái tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn quốc, thì công dân ở Quảng Ngãi đã xuất cảnh qua Trung Quốc, Lào, Campuchia. Khi trở về nước, không làm các thủ tục theo quy định để xuất nhập cảnh trái quy định của pháp luật. Hành vi xuất nhập cảnh trái phép, ngoài việc sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, còn gặp nhiều hệ lụy, đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm vì không có bất kỳ bảo hộ nào từ nước sở tại. Trong đó có nhiều trường hợp bị lừa đảo tiền, bị bắt giữ xử lý, trao trả về Việt Nam. Công tác tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân và nhân dân hiểu rõ về các quy định về công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh trái phép. Tình trạng nhập cảnh trái phép còn gây ra nhiều rủi ro, nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của chính mình. Gần đây nhất, ngày 16 tháng 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phải giải cứu 6 người bị mắc kẹt ở Vách Đá khi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước. Trong đó, 5 người phụ nữ và một cháu nhỏ mới 2 tuổi. Do Vách Đá cao, trời mưa, đất đá trơn trượt và không có đường xuống nên không xuống được. Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã cử một tổ giải cứu gồm 6 người do đích thân phó đồn trưởng nghiệp vụ trực tiếp chỉ huy. Do địa hình phức tạp, mưa phùn lạnh, sau 3 giờ đồng hồ, tổ giải cứu mới đưa được 5 phụ nữ và cháu bé về chốt an toàn. Trước đó, đầu tháng 2 năm 2022, đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn cũng đã phải đi giải cứu một phụ nữ trong đoàn vượt biên trái phép về Việt Nam do trời mưa, đường trơn trượt nên bị ngã xuống vách núi treo leo. Nạn nhân được may mắn tìm thấy trong tình trạng bị trật khớp chân trái, lả đi về kiệt sức và hoảng sợ vì trải qua khoảng thời gian đáng sợ giữa sống chết khi được giải cứu từ vách đá treo leo. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không để các đối tượng xấu lôi kéo, dù dỗ xuất cảnh trái phép, tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa, phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép hoặc đối tượng có hành vi lôi kéo, dù dỗ, lừa đảo người xuất nhập cảnh trái phép, kịp thời báo ngay cho lực lượng công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Colgate Max Fresh mới chứa các tinh thể cực the mát cho hơi thở the mát dài lâu gấp 10 lần. Kết nối mới sẽ đến khi tự tin sang khoái bên nhau, hát chung lời ca hòa vào tiếng cười. Colgate Max Fresh tự tin sảng khoái, mở kết nối mới. Nhà máy thép Tung Hồ sử dụng phế liệu sản xuất thép hoàn toàn không khai thác quặng sắt từ thiên nhiên, không phá hoại môi trường, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, giảm thải CO2. Thép Tung Hồ đến từ Đài Loan, bảo vệ bạn và bảo vệ môi trường. Nhiều người điều trị viêm mũi, xoang chưa hiệu quả, chưa dùng đúng thuốc, đủ lộ trình khiến bệnh dai dẳng, khó chịu. Thuốc thảo dược thông xoang tán Nam Dược điều trị viêm mũi, xoang cấp và mạn tính, ngăn ngừa tái phát. Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thay đổi thời tiết hay nằm điều hòa lạnh,
đều khiến trẻ dễ bị ho cả. Menu có sẵn siro ho cảm ít nhi, hiệu quả lại thơm ngon từ dược liệu sạch, dùng khi trẻ chớm ho, hắt hơi, sổ mũi. Trẻ chớm ho cảm dùng ngay ít nhi. Ích Thần Vương, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Ích Thần Vương giúp lợi tiểu. Ích Thần Vương hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Ích Thần Vương giúp bảo vệ thận. Tiêu Khiết Thành, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giúp giảm các triệu chứng, viêm thanh quản mất tiếng, khàn tiếng, để giọng nói trong sáng hơn, nhờ có Tiêu Khiết Thành. Tiêu Khiết Thành giúp giọng nói trong sáng hơn. Nga Phù Khang, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho chị em chúng mình, hỗ trợ làm giảm các khối u lành tính như u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phụ Khang cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hiệu quả. Trong phần tiếp theo của chương trình, ô tô gặp nạn vì chạy tốc độ cao khi trời mưa. Viên kim cương xanh lớn nhất được rao bán 48 triệu đô la Mỹ. Công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss Teen International 2022. Một vụ xô xát của nhóm thanh niên tại một quán nhậu trên đường Phan Tứ, thành phố Đà Nẵng vừa được camera ghi lại. Không rõ có mâu thuẫn cụ thể là gì, tuy nhiên hai bên lời qua tiếng lại ồn ào, thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của những vị khách có mặt tại quán. Đoạn clip ghi lại, hai thanh niên đứng vòng trong, cầm chiếc ghế gỗ ở bàn nhậu, phăng mạnh vào người nhóm đối tượng. Tiếng ke bia, đồ thủy tinh vỡ loảng xoảng. Một cô gái đứng gần đó đã chạy tới, trước chiếc khoác, lôi thanh niên áo trắng về. Nói anh còn nghe không, đi. Thanh niên vừa hùng hổ đánh người, vẫn còn tức tối. Nhưng vẫn nghe lời bạn gái để về. Vụ ẩu đả được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi ngao ngán với hành vi bạo lực của nhóm thanh niên. Tiếp theo là một đoạn clip ghi lại vụ tai nạn tại quốc lộ 2 hướng Tuyên Quang đi Phú Thọ. Dù tiết trời lạnh buốt, đang mưa gió, hạn chế tầm nhìn, song một chiếc ô tô 4 chỗ vẫn chạy với tốc độ rất nhanh. Camera hành trình của ô tô đi sâu đã ghi lại sự cố của chiếc ô tô nói trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong đoạn clip của xe đi phía sau, dù trời mưa nhưng chiếc ô tô này phóng rất nhanh, mất hút sau vài khúc cua. Đến khi tài xế ô tô cố gắng camera bắt kịp được, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tất cả sửng sờ. Chiếc ô tô bốn bánh lật ngửa nằm phơi bụng bên rãnh nước dưới lề đường. Có lẽ tài xế không kiểm soát được tốc độ, hơn nữa trời mưa đường trơn nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc trên. Tiếp theo chương trình là một đoạn clip có một nam thanh niên điều khiển xe máy vào làn đường ngược chiều, liên tục lạng lách đánh võng khiến cho nhiều người đi đường không khỏi hốt hoảng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điên cuồng đánh võng, thậm chí tạt đầu các phương tiện lưu thông ở làn đường ngược chiều một cách liều lĩnh. Đáng chú ý, thời điểm này trên đường có đông các phương tiện qua lại. Nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm, xen lẫn bức xúc trước cách lái xe của thanh niên trên. Bên cạnh đó, dân tình cũng bày tỏ sự lo lắng cho những người đi đường. Đi ăn trộm nhưng một đối tượng đã có hành động khiến chủ nhà phải sửng sốt khi xem lại camera. Cụ thể đó là hành động gì thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại, một đối tượng nam trùm kín mặt xuất hiện trước cửa một ngôi nhà. Trước khi trộm chậu cây của chủ nhà đem đi, hắn ta liên tục giấy lại xung quanh. Xem clip, chủ nhà không rõ hành động của tên trộm có mục đích gì. Nhưng quả thật, đây là một tín đồ tâm linh. Dù gì đi nữa thì hành động này cũng không đẹp tí nào. Một người đàn ông đến từ bang Assam của Ấn Độ đang gây sốt trên mạng xã hội sau khi câu chuyện đi mua xe máy của ông được lan truyền. Thay vì mang tiền giấy, thì người đàn ông này đã đưa đến cửa hàng một bao tải chứa đầy tiền xu, vốn là tiền tiết kiệm của nhiều tháng qua. Trong đoạn video gây sốt trên mạng, ba người đàn ông khá vất vả mới khiêng được bao tải tiền xu vào cửa hàng bán xe. Nhân viên cửa hàng phải lấy nhiều sọt nhựa mới đựng được hết và bắt đầu đếm.
Đoạn video kết thúc với cảnh chủ cửa hàng ký vào tờ giấy và lấy chìa khóa của chiếc xe tay ga trao cho người đàn ông. Người đàn ông giấu tên làm chủ cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ cho biết là từ lâu ông mong muốn thực hiện ước mơ mua một chiếc xe hai bánh cho riêng mình. Vì thế ông bắt đầu để dành ra một số tiền lẻ trong khoảng 7 đến 8 tháng. Khi cảm thấy mình có đủ tiền, ông đã đến một cửa hàng bán xe máy để mua chiếc xe. Mới đây, nhà đấu giá Sotheby's ở New York, Mỹ đã kiểm tra viên kim cương được cắt từ khối đá thô phát hiện tại Nam Phi vào tháng 4 năm 2021. Sotheby's đánh giá đây là viên kim cương xanh sống động lớn nhất từng được bán đấu giá. Phó chủ tịch đơn vị cao cấp của Sotheby's, ông Frank Everett nhận xét đặc điểm hiếm có của viên kim cương này chính là sắc xanh và sự hoàn mỹ bên trong. Kích thước 15,10 carat khiến nó là viên kim cương màu xanh không có tì vết bên trong lớn nhất từng được viện đá quý Mỹ kiểm định. Theo Sotheby's, viên kim cương xanh này được đặt tên là The De Beers Cullinan Blue. Vào năm 2015, thì một viên kim cương xanh 12,03 carat có tên là Blue Moon of Josephine đã được bán với mức giá là 48,4 triệu đô la Mỹ. Quý vị thân mến, chanh không chỉ là một loại trái cây mà còn được biết đến là một vật có thể tạo ra điện. Thực tế đó đã được chứng minh khi mà mới đây, một nhóm các nhà hóa học ở Anh đã sử dụng gần 3.000 quả chanh để tạo nên một quả pin đã được tổ chức Guinness Thế giới công nhận là quả pin hoa quả đạt mức hiệu điện thế cao nhất thế giới. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness cho biết những nhà khoa học trong Hiệp hội Hóa học Hoàng gia ở Manchester của Anh đã cắt đôi hàng ngàn quả chanh, rồi sử dụng các dải kẽm và đồng để kết nối chúng lại với nhau ở cả hai đầu, tạo thành một quả pin có hiệu điện thế là 2.307,8 V. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục của một quả pin hoa quả được Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận trước đó, với mức hiệu điện thế là 1.521 V. Để xác minh kết quả đạt được, những quả chanh đã được đặt cùng nhau trên giá và gắn vào một vôn kế để xác định chính xác hiệu điện thế. Sau đó, quả pin chanh đã được sử dụng để kích hoạt đèn LED gắn với cảm biến ánh sáng, kích hoạt rơ le và hệ thống bắn pháo hoa để bắt đầu đua xe go-kart. HFO từ Optimum Gold giúp hỗ trợ đề kháng cho bé, cùng 18 tỷ medicine giúp hấp thu tốt, được công nhận bởi UCAS Anh Quốc. Optimum Gold giúp bé hấp thu khỏe, đề kháng mạnh mẽ. Về khuya vừa mệt vừa đói, ước gì có ngay tô phở ngon. Phở gánh phố cổ đâu nó lấy ra, phở gánh phố cổ thơm phức xin chào. Phở gánh gánh thử một lần là đủ. Phở gánh gánh thử một lần là đủ. Phở gánh phố cổ Kiều Giang có thảo quả Sapa quyện trong nước sừng hầm đun trên lửa liu riu cho bát phở Kiều Giang thật xứng ăn ở nhà. Phở gánh, phở gánh phố cổ Kiều Giang xứng ăn tại nhà chính là phở gánh. Tôi bị tiểu đêm nhiều, tiểu lại khó nữa, đi siêu âm thì bị phì đại tiền liệt tuyến không ạ? Thế thì ông phải dùng Vương Bảo ngay. Vương Bảo có tác dụng hỗ trợ giảm phì đại tiền liệt tuyến, từ đó hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu rác, tiểu nhiều lần. Vương Bảo chuẩn đấy, tiểu đêm và phì đại tiền liệt tuyến của tôi ngon lành rồi. Dù bạn là ai, thử thách luôn đón chờ. Red Bull tiếp năng lượng tích cực khơi dậy nội lực. Thức tung thách thức, Red Bull năng lượng tích cực khơi dậy nội lực. Này bà nơi nếu chưa ăn cơm thì đặt bê min. Tới bữa chưa ăn cơm, đặt bê min ngay. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu môi trường Việt Nam đã chính thức công bố Ngô Ngọc Gia Hân sẽ là gương mặt đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc và tài năng quốc tế Miss Teen International 2022. Trước khi được lựa chọn là đại diện của Việt Nam tham gia đấu trường Miss Teen International 2022, Ngô Ngọc Gia Hân đã xuất sắc vượt qua những ứng cử viên nặng ký từ khắp cả nước để đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Teen International Việt Nam. Trong đó, Ngọc Hân gây được ấn tượng tốt bởi sự tự tin và phần thi ứng xử đầy thuyết phục về vấn đề bảo vệ môi trường. Trong khoảng thời gian sắp tới, em sẽ được đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Teen International ở Philippines vào tháng 7. Thì không chỉ là mang vẻ đẹp của đất nước mình, mang những nền văn hóa đẹp đẽ mà em cũng mang đến sự tự tin cũng như là tính cởi mở của con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế để mọi người có thể hiểu hơn về đất nước của mình. Hành trình chuẩn bị của Ngô Ngọc Gia Hân cho đấu trường quốc tế lần này sẽ có sự đồng hành hỗ trợ của Hoa hậu Hàn Vũ Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân. Gia Hân được kỳ vọng sẽ mang về danh hiệu cho Việt Nam trong mùa giải năm nay.
Miss Teen International 2022 sẽ chính thức diễn ra tại Philippines vào tháng 7 năm nay. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền mới đây đã chính thức phát hành teaser MV Một Ngày Tôi Quên Hết với câu chuyện được xây dựng đầy chân thật và xúc động. Đây cũng là ca khúc nằm trong album Colors được Hứa Kim Tuyền ấp ủ suốt 3 năm qua. Ngoài ra, việc kết hợp cùng với danh ca Cẩm Vân cũng hứa hẹn mang đến nhiều điều đặc biệt cho công chúng. Theo đó, MV Một Ngày Tôi Quên Hết được Hứa Kim Tuyền lấy cảm hứng từ Alzheimer, một bệnh thoái hóa thần kinh dẫn đến mất trí. Tuy câu chuyện trong bài hát không là trải nghiệm của cá nhân Hứa Kim Tuyền, nhưng anh muốn thông qua đây ẩn dụ về sự vô tình hay quên lãng thường gặp của người trẻ. Ca khúc nhắc mọi người trân trọng hơn khoảng thời gian ở bên cạnh người thân và gia đình, nhất là đối với những thành viên lớn tuổi. Bởi dù với người bệnh Alzheimer, ký ức có mất đi thì tình yêu thương vẫn ở lại, trái tim họ vẫn còn nhớ tới những người thân yêu. MV Một Ngày Tôi Quên Hết sẽ chính thức được phát hành vào lúc 20 giờ 22 phút ngày hôm nay, 22 tháng 2 năm 2022. Bom tấn siêu anh hùng The Batman sẽ đến với khán giả Việt Nam vào tháng 3 này, đánh dấu một chương mới của người dơi trên màn ảnh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện Trưa 12 giờ ngày hôm nay đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc cho quý vị một chiều thứ ba thật nhiều niềm vui và suôn sẻ trong công việc. Còn bây giờ Hoàng Ngân và Thùy Dung xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào lúc 12 giờ trên kênh HTV7 và HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.